Chào mừng tất cả mọi người đến với kênh điện thoại An Thảo. Đầu video em xin chúc mọi người một buổi tối xem live vui vẻ nha. Hôm nay em về rất là nhiều iPhone đã qua sử dụng, đặc biệt là dòng iPhone 12 và 13, hàng cực kỳ chất luôn nhé. Hàng còn bảo hành Apple luôn. Đấy, 12, 13 cả máy lốc và quốc tế nha mọi người. Mọi người xem video mình ưng chiếc iPhone nào hoặc là cần tư vấn chiếc iPhone nào thì liên hệ qua Zalo hoặc số điện thoại của em nhé. Số điện thoại được ghi ở trên thẻ bảo hành hoặc là trên màn hình này. Facebook là Nguyễn Cherry. Đấy, Zalo cũng số này luôn nhé. Mua hàng cọc qua hai số tài khoản trên thẻ bảo hành, chủ tài khoản là Nguyễn Anh Đào hoặc là cọc qua thẻ Viettel đều ok. Nhà em chế độ bảo hành là bảo hành từ 1 tháng đến 3 tháng tùy thời máy nhé. Tất cả máy đều tặng đầy đủ phụ kiện sạc cáp, cường lực ốp lưng, que chọc SIM. Đấy, nên là mọi người về chỉ việc cắm SIM vào là sử dụng thôi. Các anh chị chưa có iCloud thì mọi người tạo iCloud mới nhé. Còn chưa có hoặc là có rồi thì mọi người cứ đăng nhập vào là sử dụng thôi. Các cái dòng máy này nhà em bao iCloud sạch 100% nhé, trừ những cái máy bypass hoặc là ẩn iCloud, có nói rất là rõ ràng cụ thể ở trên video nhé. Mọi người cứ xem video đấy là mọi người sẽ mua được máy bên nhà em. Rồi bây giờ thì em sẽ đi vào giới thiệu các dòng iPhone ngày hôm nay. Đầu tiên là em có một chiếc 8 Plus ạ. 8 Plus quốc tế 256GB, cái này pin zin 88% hình thức phẩy nhá. Đấy, cái này hình thức phẩy, có bị bong sơn nhẹ thôi chứ không hề cấn móp đâu ạ, không hề cấn móp nhá. Đấy, bong sơn nhẹ, cái này ám xanh nền đen nha mọi người. Đây, ám xanh nền đen. Đấy, nó bị một vệt xanh xanh ở trên màn hình như này, gọi là ám xanh nền đen nhá mọi người. Ở nền trắng thì mình không thấy luôn. Đây, sang nền trắng không thấy luôn nhá. Chỉ có vào nền đen mới thấy thôi, còn tất cả các chức năng của máy đều sử dụng bình thường nha mọi người. iPhone 8 Plus quốc tế 256GB ạ. 256GB nhá. Đây 256GB. Bản Mỹ LL trên iOS 16.2 nhá. Đây bản quốc tế, iCloud sạch và reset dòng 2 thoải mái. Cây này chỉ một lỗi duy nhất là ám xanh nền đen thôi. Đấy, thanh lý cây này giá 3 triệu nha mọi người. Giá 3 triệu cây 8 Plus này ạ. Rồi tiếp theo một cây 8 Plus. 8 Plus quốc tế 64GB. Cây này màu đen nhá. Pin zin 89%, hình thức máy đẹp 99 nhá. Đấy, hình thức máy đẹp 99%. Đấy. Mên zin, màn zin, máy full chức năng. Bản quốc tế 64GB, US 16.6. Cây này thì màn đẹp, không có ám xanh nền đen nhá. Đấy. Cây này không ám xanh nền đen nhá. Màn đẹp, máy full chức năng, màn sáng đẹp, không ám ố gì nhá. Máy full chức năng, pin zin 89%. Đấy, giá cây này cũng là 3 triệu nhá. Hai cây này bằng giá nhau nha mọi người. Một cây 256GB ám xanh nền đen và cây 64 máy full chức năng không lỗi gì. Hai cây này đồng giá là 3 triệu một cây. 3 triệu một cây tặng kèm phụ kiện sạc cáp, cường lực ốp lưng, bảo hành 1 tháng nhá. Rồi tiếp theo một cây 6S Plus quốc tế 32GB, pin zin 84%. Hình thức máy đẹp 99 keng nhá. Đấy. Hình thức máy đẹp 99 keng, không chảy xước, không cấn móp gì nha. Bản quốc tế Mỹ luôn ạ, US 15.8, màn to 5.5 inch nhá. iPhone 6S Plus quốc tế 32GB, màn sáng đẹp, hình thức máy đẹp 99 keng, full chức năng không lỗi gì cả, pin zin 84%. Giá cây này là 1 triệu 6 nhá. 1 triệu 6 cây 6S Plus này ạ. Bản quốc tế máy zin full chức năng 1 triệu 6 mà hình thức máy siêu đẹp luôn nha. Siêu đẹp luôn. Rồi tiếp theo một cây 7 Plus quốc tế 32GB, pin thay mới 100% ạ. Đấy. 7 Plus thì có hai cam rồi nhé, cam X1, X2 và chụp chân dung. Tình trạng cây này là vỏ xấu nha mọi người. Vỏ xấu ạ, cây này bị bong sơn viền, bong sơn lưng nha. Đấy, bay sơn, bong sơn. Bong sơn. Đấy, không cần móp gì đâu, chỉ có bị bong sơn thôi. Bản quốc tế Mỹ 32GB. Đấy, pin thay sẵn 100% rồi, US 15.8 nhé. Lắp SIM vào là sử dụng luôn, bao quốc tế chọn đời, reset dòng 2 thoải mái. Cây này có mỗi cái tình trạng là vỏ xấu thôi. Thanh lý cây này giá là 2 triệu nha. Giá cây này là 2 triệu nha. Đợt này không có mấy trăm nghìn nữa đâu nha mọi người. Mấy trăm nghìn bây giờ kiếm khó lắm. Rồi tiếp theo hai cây 7 Plus quốc tế 128GB ạ. Hai cây này đều pin zin 84%, zin áp suất, chưa bung mở máy, chưa sửa chữa gì cả. Khi gửi hàng em sẽ vệ sinh lỗ loa cho mọi người nên là mọi người yên tâm.
Cái máy cũ ấy, máy qua sử dụng thì không thể tránh khỏi được là cái bụi bẩn đâu. Đây, màn sáng đẹp không ám mố gì nha. Bản quốc tế Mỹ, 128 GB, pin zin 84%, nguyên áp suất US 15. Đấy, màn to 5.5 inch, pin 2009. 7 Plus quốc tế 128 GB, hình thức máy rơi vào khoảng 98% nhé, cũng có bị bong sơn nhẹ thôi. Đấy, bị bong sơn lấm chấm nhẹ thôi, không có cấn móp hay cháy xước gì đâu. Hai cây này đồng giá là 2,5 triệu một cây nha mọi người. 2,5 triệu một cây. Viền đẹp nhá, viền hai cây này đẹp luôn, chỉ có bị bong sơn ở camera quả táo một xíu thôi. Đây, bong sơn ở camera với quả táo một xíu thôi. Đấy, hai cây này đồng giá chỉ có 2,5 triệu một cây, tặng kèm đầy đủ phụ kiện bảo hành 1 tháng nha. Rồi tiếp theo một cây 7 nhỏ quốc tế 128 GB màu vàng gold ạ. Cây này pin zin 72%. Tình trạng máy là vỏ xấu nha mọi người. Vỏ xấu nhá, pin 72 em sẽ thay pin mới cho mọi người luôn. Đấy. Bản quốc tế Nhật 128 GB màu vàng gold nhá. Giá cây này thanh lý là 1,6 triệu ạ. 7 nhỏ thì màn của nó là 4,7 inch thôi, pin 1960 nhá. Cây này bộ nhớ 128 GB, vỏ xấu, pin thay mới 100%, mên màn vỏ zin, máy phun chức năng. Giá cây này là 1,6 triệu, tặng kèm phụ kiện thay pin mới free. Đấy. Và bảo hành 1 tháng lỗi 1 đổi 1 nhá. Rồi tiếp theo này, 7 nhỏ quốc tế 256 GB ạ. Pin cây này thay còn 97%. Cái lưng bị ám mốc nha. Đấy, lưng của nó bị ám mốc, viền thì đẹp 99. Viền rất là đẹp nhá, chỉ có bị lưng bị ám mốc thôi. Cái này cũng chỉ thay pin thôi, main zin, màn zin, vỏ zin luôn. Đây, bản cái này bản VC trên iOS 15.7 256 GB nhá. Đấy, anh chị nào mua 32 GB thì đợi vài hôm nữa nhá. Còn 25 hôm nay em chỉ có 128 và 256 GB thôi. Đấy, 256 thì rất ít khi có, mà có thì là ế này, chả hiểu thế nào. Đấy, cây này giá là 1 triệu 8 nha, 1 triệu 8 bán nốt cho mọi người. Tiếp theo hai cây SE 2020 ạ. SE 2020 màu đỏ siêu đẹp luôn, pin zin 92 và pin zin 90, hình thức máy này. Rồi, máy đẹp dã man luôn, máy đẹp 99 keng luôn nhá. Đấy, nhưng mà hai cây này tình trạng chung của nó là pin nó báo bảo trì. Nhưng mà pin ở trong máy là pin zin 90 và 92, nhưng mà nó lại báo bảo trì nha. Đấy, hai cây này em không fix được nên là em thanh lý cho mọi người nha. Hai cây này đều bản quốc tế Mỹ, 64 GB LL trên A. Đấy, hai cây này dùng được hai sim nha, một sim vật lý và một e sim. Màn thì chỉ nhỏ 4,7 inch thôi nhá, pin 1008. Đấy, cấu hình thì ngang với 11 Pro Max, siêu khủng luôn nhá. Máy nhỏ gọn, dùng hai sim, cấu hình cao. Đấy, hai cây này thanh lý chỉ có 2,6 triệu một cây thôi nhá. 2,6 triệu một cây ạ. À, SE 2020 nhá. Cái dòng này màn sáng đẹp không ám ố gì đâu. Đấy, đời 2020 là màn vẫn còn đẹp lắm. Hai cây này 2,6 triệu một cây, bảo hành 3 tháng và tặng kèm full phụ kiện cho mọi người nhá. Rồi tiếp theo đến hàng zin ôn không báo bảo trì này. SE 2020 quốc tế 64 GB, zin đẹp 99%, pin không báo bảo trì nha. Đấy, pin zin theo máy không báo bảo trì nha. Máy phun chức năng không lỗi lầm gì cả. Hai cây này bản quốc tế Nhật nha. Bản quốc tế Nhật. Đấy. Cấu hình ngang nhau nhá. Cấu hình 11 Pro Max, sử dụng hai sim. Hai cây này máy đẹp 99%, không báo linh kiện, không báo gì cả. Không báo pin bảo trì nhá, hàng Zinon nguyên bản full chức năng. Đấy, hai cây này đồng giá là 2,8 triệu một cây nhá. 2,8 triệu một cây, hàng zin đẹp 99 full chức năng. Rồi, hôm nay có đủ 3 màu cho mọi người luôn. Màu đen này, màu đen pin 90, 91 nhá. Đây. Hình thức máy đẹp 99 nhá. Cái camera một mắt giống như là của iPhone 7, iPhone 8 thôi. Đây. Camera một mắt giống iPhone 7, iPhone 8 nhé. Được cái là dùng hai sim và cấu hình cao. Máy zin đẹp 99%, full chức năng không lỗi lầm gì cả. Hàng này nhà em chỉ bao hàng 99 thôi nhá, không có hàng keng ở dòng SE2 ạ. Bộ nhớ 64 GB, cây này bản Mỹ nha, đồng giá 2,8 triệu một cây. Đây, kính đẹp nha. Kính đẹp không chảy xước nha. Lưng cũng đẹp luôn, nói chung là máy zin đẹp 99%. Nếu mà có bong sơn thì đa số là sẽ bị bong sơn ở camera.
Rồi chuyển sang hai cây màu trắng ạ. Màu trắng em có benzin 89 và benzin 90 nha. Đây hình thức máy đẹp 99%. SE2020 quốc tế 64 ghi nhá. Hai cây màu trắng này US 15 nha mọi người. Anh chị nào thích US 15 là phải múc ngay tại vì rất là ít luôn. Cả lô chắc được 2 3 cây. Hai cây này một cây bản Mỹ, một cây bản Nhật nha. US 15.5 với 15.6 đều là bản quốc tế. Đấy, dùng được hai sim. Một sim vật lý, một eSIM. Hai sim hai sóng căng đét luôn, hình thức đẹp 99%. Xenon chưa sửa chữa thay thế gì nhá. Hai cây trắng này cũng đồng giá là 2 triệu 8 một cây. SE2020 ạ, quốc tế 64 GB, 2 triệu 8 một cây. Bảo hành 3 tháng và tặng kèm full phụ kiện. Rồi tiếp theo một cây SE2 quốc tế 128 GB màu đỏ nhá. Benzin 91%. Đây cây này đã ship cho khách rồi. Đã ship cho khách dán tem cường lực đầy đủ rồi nhưng mà khách bảo là không nhận sim. Đây bây giờ em lắp sim thử luôn cho mọi người xem nhá. Cũng là cho anh khách đấy xem lại luôn nhá. Đấy, hôm trước em đã lắp sim và quay video cho anh ấy xem rồi nhưng mà anh ấy không tin. Không tin thì hôm nay em lại quay lại cho mọi người xem nhá. Đấy, lắp sim lên sóng luôn chứ có phải là gì đâu mà bảo là không lên sóng. Hàng 128 GB của nhà em rất là ít luôn. Tại vì là nó lẫn ở trong lô ấy. Lẫn thì chỉ lẫn 2 3 cây thôi, về 1 200 cây thì lẫn 2 3 cây thôi. Đây, bản 128 GB nhá, bản quốc tế Nhật. Đấy. 128 GB, có đúng một cây duy nhất thôi nhá. Đây, sim sóng sánh căng nét nghe gọi này. Đây, trước khi gửi đi nhà em đã test nghe gọi rồi, gửi đi hôm 13 tháng 8. Trước khi gửi đi bao giờ cũng test nghe gọi tất cả rồi mới gửi cảm đi ơn nha. Quý khách đã lựa chọn đấy, sử dụng ok chưa? Cây này giá là 3 triệu nha mọi người. Mất công ngồi bán lại đây này. Nhiều anh chị hỏi 128 ghi lắm luôn mà không có hàng bán nha. Hôm nay hoàn với cây này. Đấy, giá là 3 triệu, bảo hành 3 tháng và tặng kèm full phụ kiện nha. Benzin theo máy 91%, màu đỏ mận siêu đẹp luôn. Có một cây duy nhất thôi ạ, tặng kèm đầy đủ phụ kiện cho mọi người nhá. Rồi tiếp theo một cái đơn vừa mới hoàn về đây. Đây anh này anh đặt hai cây, một cây SE2 và một cây 6S Plus bị đốm màn ở ngay Hưng Yên thôi nên là nó hoàn về rất là nhanh. Cái cây 6S Plus màn mực bé ở video trước vừa mới quay xong anh ấy đặt nhưng mà đến nơi anh không đủ tiền, anh chỉ lấy cây SE2 thôi. Đây hoàn về cây 6S Plus này, phụ kiện sạc. Đây phụ kiện sạc này. Đấy, hoàn về cây 6S Plus này. Que chọc sim này, đấy. Cây 6S Plus. Bản quốc tế 32 GB. Mực bé nhá. Cái hàng mà nhà em lên video ấy, nếu như mà các anh chị mà không nhận hàng thì bắt buộc phải quay đầu về để bán lại. Nhiều anh chị ở trên video hỏi lắm nhưng mà anh Nguyên anh ấy đặt trước rồi bán cho anh nhưng mà đến nơi anh không đủ tiền lấy. Đây này, cái này mực bé siêu bé luôn nhá. Đấy, ốp lưng này dán cường lực đầy đủ. Đây đây mực siêu bé luôn nhá. Đấy, dùng nóng lên thì nó lan ra một tí thì ti thôi, còn không là mọi người sẽ không thấy cái vết mực này đâu. Ok chưa ạ? Ở video trước em cũng đăng cây này rồi nhá. Cây này mực siêu bé, dầu dùng nóng lên thì nó cũng chỉ bằng cái đầu tăm, hơn đầu tăm tí thôi. Giá cây này là 1 triệu 2 nhá. 1 triệu 2 cây này thanh lý vỏ đẹp 99% luôn, tặng kèm đầy đủ phụ kiện cho mọi người nhá. Cây này 1 triệu 2 luôn, rẻ ơi là rẻ luôn nhá. Đấy, bây giờ quay đầu về anh có thấy hối hận không? Máy rẻ như này mà anh không nhận nữa thì quá là hối hận luôn nhá. Rồi, tiếp theo này. Tiếp theo là iPad đi. Đây. iPad. Đây đang có một cây iPad E2 nhé. iPad E2 32 GB bản 4G Wi-Fi, pin 100 sạc 36 lần. Đây cây này hình thức máy à, hình thức máy đẹp 99 nhỉ. Đấy. Dễ tính thì thành keng luôn. Thôi em cứ tính hàng 99 đi nha. iPad E2 màn cũng là 9.7 inch nhá. Đấy. E2 này US cây này là 15.8, bản quốc tế Nhật 32 GB, bản 4G nhá, sử dụng được 4G, vân tay ok hết ạ, à. Màn sáng đẹp không ám ố. Đây chắc
Pin của dòng này là 7800 nha mọi người. Đây, vân tay đây. Đấy, pin của dòng E2 là 7800 nhé. Đấy, cây này giá là 3 triệu mốt. 3 triệu mốt cây E2 này. iPad E2 32GB 4G Wi-Fi, pin 100, sạc 36 lần, hình thức đẹp 99 keo, tặng kèm bao da sạc cáp nhanh và dán cường lực nhé. Chỉ có 3 triệu mốt cây này thôi. Đấy, bảo hành 3 tháng cho mọi người. Rồi tiếp theo ấy, dòng iPad đời cao hơn. Đời cao hơn E2 là dòng Gen 6 này nhá. Gen 6 là đời cao hơn so với iPad E2 ạ. Đấy, em có hai cây pin cao nha. Cái này pin zin 9 à 98 sạc 29 lần, cái này pin zin 99 sạc 43 lần nhá. iPad Gen 6 bản quốc tế 32GB 4G Wi-Fi nha. Bản 4G nha nên là có khay SIM nha mọi người. Cái này lau đi là sạch ạ. Hình thức hai cây này thì đẹp khoảng là gần 99% nhá, nó có bị xước ở cái chỗ viền màu đen này nhẹ thôi. Chứ vỏ không hề cấn móp gì cả. Đấy, vỏ đẹp luôn nhá, vỏ siêu đẹp luôn. Chỉ có bị xước một tí ở cái chỗ viền đen đen này thôi, không ảnh hưởng gì luôn nhá. Hàng này nhà em cũng tặng kèm bao da sạc cáp nhanh và dán cường lực cho mọi người nhá. Đấy, iPad Gen 6 là đời cao hơn E2 một xíu. Dòng này thì pin là 8 pin 8600 và màn của nó cũng là 9.7 inch nhá. Vẫn có vân tay và màn to sáng đẹp, không ám ố gì nhá. Máy full chức năng không lỗi gì cả. iPad Gen 6 thì giá của nó là 3 triệu 6 nha mọi người. iPad Gen 6 3 triệu 6. Đây, cái này US 15, cái này US 13.5 nhá. Đều là bản 4G Wi-Fi, lắp SIM, sử dụng 4G và phát 4G được nhá. Phát Wi-Fi được nha mọi người. iPad Gen 6 32GB, pin cao sạc ít, pin 9899%. Hai cây này đồng giá là 3 triệu 6 một cây ạ. À, 3 triệu 6, màn đều là màn to 9.7 inch, mọi người chơi game thì bao ngon luôn nhá. Tại vì pin của nó cực kỳ trâu luôn. Đấy, màn to thì chơi game quá sướng luôn. Hàng này đều bảo hành 3 tháng cho mọi người. Rồi tiếp theo đến XS ạ. XS quốc tế 64GB màu vàng gold, em còn pin zin 85, 86, 87 nhá. 3 cây màu vàng gold. Hình thức máy đẹp 98%, xenon chưa qua sửa chữa thay thế linh kiện gì nhá. Hàng chính hãng của Apple sản xuất. Đấy, hai cây US 16, một cây US 17. Bản quốc tế Mỹ nha, bản quốc tế Mỹ 64GB. XS thì màn là 5.8 inch nhá. Đấy, màn 5.8 inch cũng sử dụng được hai SIM, một SIM vật lý và một eSIM nha mọi người. iPhone XS thường. Đấy, 64GB, màu vàng gold, đồng giá là 4 triệu 3 một cây nhá. Màu vàng gold 4 triệu 3 một cây, còn anh chị nào thích rẻ hơn thì nhà em có màu đen nha. Màu đen thì chỉ có 4 triệu mốt một cây thôi. Dòng này nhà em bảo hành 3 tháng và tặng kèm đầy đủ phụ kiện sạc cáp nhanh cường lực, ốp lưng que chọc SIM cho mọi người nha. Đấy, camera đẹp luôn. Hình thức đẹp khoảng 98% nha. Máy full chức năng ạ, US 16, 17. Giá chỉ có 4 triệu 3 một cây thôi. XS quốc tế 64GB. Rồi chuyển sang một cây 11 nhé. 11 quốc tế 64GB ạ. Pin zin 90, cái này thay màn không sạc cáp nên là sẽ báo màn nhé. Vỏ cây này cũng hơi chảy xíu. Đây, vỏ cây này cũng hơi chảy xíu. Vỏ cây này tính khoảng là hàng 95% nhé. Đây, cái này thay màn không sạc cáp nhưng mà là màn zin nhé. Bao màn zin cho mọi người 100%. Đấy, nó hiện là linh kiện không xác định tại vì mình không có cái chân chờ cái màn cũ để sàng sang. Bản quốc tế dùng được hai SIM, một SIM vật lý, một eSIM nha. Màn 6.1 inch, iPhone 11 quốc tế 64GB, iCloud sạch nhá. Màn zin nha mọi người, máy full chức năng không lỗi lầm gì cả. Hình thức máy khoảng 95% có trầy xước nha. Giá cây này thanh lý cho mọi người là 4 triệu 8. 4 triệu 8 cây này nha mọi người. 4 triệu 8, siêu rẻ, siêu rẻ. Đấy, đang cắt lỗ rồi. Rồi tiếp theo một cây 12, 12 quốc tế 64GB nha. Cây này là hàng MDM nhé, hàng MDM. Đấy, hàng MDM mấy video đợt này em bán rất là nhiều rồi. Và cũng có giải thích cho mọi người nghe. Hàng MDM này là hàng quản lý từ xa.
Đấy, hàng này nhà em đã mở khóa quản lý từ xa rồi, mọi người chỉ việc lắp sim vào là sử dụng thôi, không reset dòng 2. Hàng này bảo mật 100% nhá, không lộ thông tin khách hàng đâu nha, dùng như một máy quốc tế bình thường thôi. Đấy, chỉ duy nhất không reset đặt lại dòng 2 thôi. Và sử dụng được 2 sim nhá, mình vẫn dùng được 2 sim, một sim vật lý và một eSIM, quét eSIM dùng bình thường như máy quốc tế nha. Bản quốc tế ạ. Đấy, bao iCloud sạch 100% nhá. Mọi người có thích reset đặt lại dòng 2 cũng được. Nhà em sẽ gửi link tool cho mọi người chạy lại nha. Đấy, cây này US 15.6.1 12 quốc tế 64GB MDM. Hình thức máy này, hình thức máy cây này đẹp 99%. Đấy, hình thức máy đẹp 99%, không chảy xước, không cấn móp nha. Pin cây này chỉ còn 87% thôi. À, sạc 633 lần. iPhone 12 quốc tế 64GB MDM. Hàng Zinon nguyên áp, chưa bung mở máy, chưa sửa chữa gì nhá. Hàng này bao chất luôn. Đấy, giá cây này là 5 triệu 8 nha mọi người. 5 triệu 8 cây này nhá. Hôm nọ là lấy 30 cây mà bây giờ chỉ còn có 2 4 6, còn có 6 cây thôi nha. Còn có 6 cây thôi. Rồi, tiếp theo một cây 12 quốc tế 64GB, cây này màu xanh blue nhé, màu xanh nước biển ạ. Pin zin 97%, sạc 178 lần, cây này năm sản xuất là 2021. Đây, hình thức cây này nha, viền đẹp 99%, không chảy xước, không cấn móp. Đấy. Không chảy xước, không chỉ có bị bong sơn nhẹ thôi. Đấy, bị bong sơn 1 2 chấm này. Máy vẫn là Zinon nguyên áp, chưa bung mở máy, chưa sửa chữa gì nhá. Cây này pin còn 97%, giá cây này là 5 triệu 9 nha mọi người. 5 triệu 9 cây xanh blue này, bản quốc tế. Mình cũng dùng được 2 sim nhá, một sim vật lý, một eSIM. Bao MDM, bao tun MDM trọn đời cho mọi người. Đấy. Mọi người không bao giờ phải lo bị khóa cái tài khoản gì hết, nhà em sẽ bao mở khóa MDM quản lý từ xa cho mọi người trọn đời luôn, không phải lo vấn đề đấy nhá. Đấy, giá cây này là 5 triệu 9 nha mọi người. 5 triệu 9, hình thức máy đẹp gần 99. Đấy, pin zin 97, sạc 178 lần, bảo hành 3 tháng, tặng kèm đầy đủ sạc cáp nhanh cường lực ốp lưng nhá. Rồi, tiếp theo này, mua quốc tế được lốc, hôm nay bán rẻ lốc 12, lốc 64GB MDM nhá. Đấy, cây này pin 100, sạc 47 lần, date 2022. Đây, camera đẹp nét luôn. Cái này pin 100 sạc 1 lần, cũng là date 2022. Đây, camera đây. Cái này pin 100 sạc 37 lần, date 2022. Đấy, cây màu trắng này là pin 100 sạc 3 lần, date 2022. Nói chung là cái lô này hình thức máy nó gọi là siêu đẹp luôn nhá. Tất cả đều bản Mỹ. Đấy, hàng lốc MDM và hàng quốc tế MDM. Thì hàng lốc bắt buộc mọi người phải dùng sim ghép nha mọi người. 100% máy lốc bây giờ phải dùng sim ghép. Và bây giờ khổ quá, chưa check nhà mạng nhỉ. Quên mất chưa check nhà mạng cái dòng 12 lốc này. Thì thôi, để tí em hướng dẫn mọi người ghép sim ở bên dòng 13 lốc nhá. 13 với 12 lốc thì ghép sim như nhau thôi. Đấy, còn cái vượt còn cái MDM quản lý từ xa thì nhà em đã mở sẵn rồi. Đây, mở sẵn cho mọi người vào màn hình chính sử dụng bình thường như một máy iPhone bình thường rồi. Đấy, không khác gì một máy iPhone bình thường nhá. iCloud sạch, mọi người vẫn đăng nhập vào iPhone sử dụng. Tức là đăng nhập iCloud và nâng cấp phần mềm thoải mái nhá. Đấy, Face ID và tất cả các tính năng nó đều như một máy iPhone bình thường. Cấu hình như nhau, không khác gì nhau nhá. 12 lớp 64GB zin đẹp 99 keng, pin 100, sạc ít. Hàng MDM nha, không reset đặt lại dòng 2 giúp em ạ. Hàng này hôm nay giá thì chỉ có là 5 triệu một cây thôi. 5 triệu một cây, mọi người đã mua được một cây 12 hàng siêu chất luôn nhá. Pin zin theo máy, chưa bung mở máy, hàng nguyên zin chính hãng của Apple 100% nhá. Giá chỉ 5 triệu một cây, tặng kèm đầy đủ phụ kiện, sim ghép này, sạc cáp nhanh cường lực ốp lưng nha. Hàng này là rất là ít khi có. Đấy, giá cực kỳ rẻ, chỉ có 5 triệu một cây thôi. Pin 100 sạc ít. Rồi, chuyển sang dòng 13 lốc, hôm nay em về 13 lốc này, về thử có 5 cây thôi. Đấy, hôm nay em chỉ về thử có 5 cây, thật ra hàng này có rất là nhiều nhưng mà sẽ về thử 5 cây để bán cho mọi người trước này. 13 lớp camera chéo đây ạ.
Pin 100 sạc ít 128G đây. Đấy, có ghi đầy đủ cho mọi người nhá. Cái này pin 100 sạc 9 lần. Còn bảo hành Apple đến 14 tháng 6 năm 2025 nhá. Đây, cây này pin 100 sạc 1 lần, còn bảo hành đến 14 tháng 6 năm 2025. Cây này pin 100 sạc 21 lần, còn bảo hành Apple đến 19 tháng 5 năm 2025. Đấy, cái hàng này còn bảo hành Apple siêu dài ấy, không khác gì một cái máy mới luôn nhá. Sạc thì sạc ít, hình thức máy đẹp 99 luôn nhá. Hình thức máy đẹp 99, anh chị nào dễ tính thì tính hàng keng, còn khó tính thì mọi người cứ coi như hàng 99. Đấy, hàng siêu đẹp, siêu nét, camera chéo luôn nhá. Đấy, hàng này cứ phải cầm cẩn thận, không là sợ cháy xước lắm. Tất cả đều là bản lốc Mỹ nhá. À, cả 5 cây này đều nhà mạng Verizon nhá. Đều là nhà mạng Verizon. Đấy, mọi người có thể đợi nhà mạng Verizon mở để chạy. Chạy, nếu mà nhà mạng mở thì chỉ chạy mất mấy trăm nghìn thôi. Còn nếu bây giờ mà chạy thì phí nó hơi cao, nó phải hơn 2 triệu cơ. Đấy, nên là mình phải canh cái thời gian Verizon nó mở thì mình chạy chỉ có vài trăm nghìn là lên được quốc tế thôi nhá. Các anh chị mà yêu công nghệ thì mình có thể theo dõi các cái nhóm hội máy lốc ở trên Facebook để mình theo dõi xem Verizon nó bao giờ nó mở, thì mọi người hay đăng bài ở trên các cái nhóm hội lốc đấy lắm. Rồi iPhone 13 lốc hay là 13 thường, đấy màn của nó cũng là 6.1 inch, camera chéo thì siêu đẹp rồi. Hàng này là toàn là date mới và còn bảo hành Apple nên là màn rất là đẹp, không có ám ố, ám vàng, ám xanh, ám hồng gì hết nhá. Hàng này zin nguyên ốc nguyên áp 100%, chưa bung mở máy, chưa sửa chữa gì nha. Hôm nay em có 3 cây đen này đồng giá là 8,5 triệu một cây. 8,5 triệu một cây. Nhà em tặng kèm sạc cáp nhanh cường lực, ốp lưng sim ghép, bao ghép sim lên sóng ngon lành cho mọi người nhá. Rồi hôm nay có một cây màu xanh luôn. Cây màu xanh này thì pin 100, sạc 1 lần và còn bảo hành Apple đến mùng 10 tháng 6 năm 2025 nhé. Hình thức máy này. Rồi, hình thức máy cây này đẹp keng luôn. Đấy, hình thức máy đẹp keng luôn. Thôi cứ tính 99 cho nó dễ nhé. Đều là máy lốc Mỹ. Đây, đều là máy lốc Mỹ nhà mạng Verizon. Cây này US 17.4, 128GB nhé. Giá cây này cũng là 8,5 triệu. Rồi, chuyển sang cây màu hồng. Cây màu hồng này thì pin 100, đấy, 128GB, sạc 3 lần, bảo hành Apple đến mùng 8 tháng 6 năm 2025 nha. Đấy, màu hồng. Màu hồng siêu đẹp luôn. Đây, mọi người nhìn cái lỗ sạc với cả lỗ loa này. Đấy, còn trắng hếu luôn. Lỗ loa thì sạch bong, hình thức máy đẹp keng nhá. Cây màu hồng này hình thức máy đẹp keng nhá. Đây, em sẽ fix sim cái cây màu hồng này cho mọi người xem này. Nhà mạng Verizon nhá. Đấy, mọi người muốn biết cái mã TMSI của nhà mạng Verizon là gì thì mọi người cứ gõ vào Google thôi, mã TMSI. Đấy, thì tìm rất là dễ. Chỉ cần biết nhà mạng máy của mình là nhà mạng gì là mọi người sẽ ghép sim được luôn nha. Verizon à? Verizon. Đây, 204-0400. Đây, bây giờ ghép sim cho mọi người nha. Đây, sim ghép. Sim ghép thì nhà em vẫn dùng sim ghép RS nha. Sim ghép RS này ghép được từ cho iPhone 5S cho đến iPhone 15 Pro Max luôn. Đấy, đời thấp thì mọi người cắt một nửa đi, còn đời cao thì mọi người giữ nguyên hai mảnh như này nhá. À, cái sim ghép này nhà em vẫn bán nhá, 100.000 một cái và bao ship toàn quốc cho mọi người. Đây, khay sim nhá. Đây, khay sim nhá. Mọi người đặt sim ghép lên. Đặt cái nửa bên chữ RS nhá, rồi đặt sim của mọi người lên. Đấy. Nó là sim ngược nên là mọi người sẽ gấp cái mảnh này lại. Cắm vào máy. Lắp đúng này, lắp đúng thì máy sẽ văng ra màn hình hello như thế này nhá. Đây, sẽ văng ra màn hình hello như thế này. Mọi người vuốt màn hình lên, đợi nó lên cái cột sóng ở đây nha. Đây, lên rồi. Mọi người giữ phím nguồn lên cuộc gọi khẩn cấp này. Chọn cuộc gọi khẩn cấp, bấm sao gọi. Nếu mà một lần chưa được, chưa hiện lên cái chữ TMSI thì mọi người bấm mấy lần cũng được nha. Này, đầu tiên là bấm gửi này. Đấy, chọn nhà mạng. Nhà mạng Verizon là 204-0400. Đấy, nhập đúng thì bấm gửi. Rồi, chính GIF 1 gửi, GIF 2 gửi. Chọn TMSI nha. Rồi, đợi máy văng vào trong nhá.
Mình chỉ cần nhập đúng cái mã nhà mạng thì máy sẽ tự động văng vào trong như thế này. Đấy, văng vào trong. Mọi người đợi một tí nhé, để máy nó tự động văng vào trong cho mọi người là được. Rồi em thử sang mã thứ hai nhá. Mã thứ hai là 3114801. 3114801. Đây. Đấy, máy văng vào trong. Chỉ cần nhập đúng cái mã nhà mạng là máy văng vào trong và mình sử dụng bình thường nha. Dòng 12, 13 thì nó có 5G rồi. 5G này thì tùy các thành phố. Có thành phố có thành phố không có. Ở Hà Nội cũng chỉ có một số chỗ có 5G thôi chứ không phải chỗ nào cũng có đâu. Đây, nghe gọi này. Đây là nó chưa lên sóng nhá. Mình đợi một tí xong mình nghe gọi lại này. Chắc là được rồi đấy. Rồi, lên hai vạch sóng rồi. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn sử dụng dịch vụ okay, SIM của Viettel. SIM ở máy lốc thì nó rất là đơn giản nhưng mà nhiều anh chị không biết. Thì các anh chị mua máy lốc ở bên nhà em, mọi người chỉ cần biết cách lắp SIM thôi. Còn cái cách nhập mã nhà mạng như thế nào thì hãy để bên shop An Thảo nhập hết cho mọi người nhé. Đây, cách lắp SIM thì mọi người lưu ý giúp em này. Mọi người chọc khe SIM ra này. Rồi đặt cái mảnh SIM ghép lên trên nhá. Đấy. Rồi đặt SIM của mọi người lên. Cứ lắp đúng là sẽ nhận SIM lên sóng. Đây, rồi đặt vào máy. Đấy. Này, lắp đúng ấy. Khi mua máy nhà em nhá, mọi người lắp đúng thì máy sẽ hiện là không dịch vụ và đợi khoảng vài giây thì máy sẽ lên sóng. Còn mọi người lắp sai thì máy sẽ hiện là không có SIM. Mọi người nhớ là chọc SIM ra lắp lại nhá. Đấy, mình để cái SIM ghép nó vừa đúng cái khay SIM là ok nhá. Đây, ghép SIM lên sóng ngon lành luôn. Tại vì em ở trong phòng kín để ngồi live cho nó đỡ ồn ấy, nên là sóng nó chỉ có một vạch thôi. Một hai vạch thôi, còn mọi người đi ra ngoài thì sóng vẫn căng đét luôn nhá. Cây màu hồng này ạ, giá cũng là 8 triệu rưỡi nha. Em bán đồng giá 5 cây này là 8 triệu rưỡi. Bao ghép SIM, tặng kèm SIM ghép và đầy đủ phụ kiện sạc cáp nhanh cường lực ốp lưng, quay chọc SIM cho mọi người nha. Đấy, hàng này nhà em bảo hành 3 tháng. Mà hàng chất này đa số là không phải bảo hành luôn. Có bán 1000 cây may ra một cây nó lỗi. Đấy, nên là mọi người cứ tự tin mua những cái hàng chất này nhá, thoải mái luôn. 12 lốc cũng ghép SIM như thế. Nhưng mà nhà em nhập sẵn mã rồi. Mọi người chỉ cần lắp kèm SIM ghép là lên sóng thôi nhá. Không cần phải nhập mã gì đâu. Nên là máy lốc hiện tại dùng rất là đơn giản luôn. Còn cái hàng TMSI này. À, còn cái hàng MDM này thì mọi người chỉ cần lắp SIM của mọi người vào là dùng thôi. Cái bản quốc tế này ấy. Còn máy lốc thì lắp kèm SIM ghép. Còn bản quốc tế là không cần SIM ghép nha mọi người. Mọi người chưa hiểu gì về máy lốc hoặc là máy quản lý từ xa thì mọi người cứ nhắn qua Zalo rồi em sẽ giải thích cho mọi người hiểu nha. Rồi, hết lốc rồi, hết lốc rồi. Bây giờ đến hàng quốc tế đời cao đây. Mà trước khi thế thì em sẽ giới thiệu mọi người cái tai nghe iPod Pro bên em. Trời ơi, hàng lúc nào cũng có sẵn ở nhà. Tai nghe iPod Pro 2 New siêu ạ. Hàng chưa qua sử dụng. Đấy, mới 100%. Chức năng định vị đổi tên sạc không dây chống ồn xuyên âm nha. Giá chỉ 250.000 một bộ, sạc 30 phút là đầy. Đấy, trong bộ này đã có kèm dây sạc rồi. Mọi người có thể sạc chung với iPhone. Hoặc là có sẵn củ thì mọi người lấy cái sạc, cái dây sạc trong hộp mọi người sạc nhé. 250.000 một bộ, nếu mà mua lẻ thì cộng với phí ship. Phí ship rơi vào 32-35.000. Còn nếu mà mua kèm iPhone nhà em thì sẽ được bao ship toàn bộ đơn hàng nha mọi người. Tất cả các iPhone này, mọi người mua iPhone hay là tai nghe nhà em đều chịu phí ship nhé. Bên nhà em sẽ chịu phí bảo hiểm, phí rơi vỡ, phí hoàn hàng cho mọi người. Ok ạ, bây giờ sẽ vào hàng quốc tế nha. Quốc tế hôm nay có này. 12 Pro Max quốc tế 256GB màu xanh, hình thức máy đẹp 98%. Đấy, cái viền bấm tăng giảm âm lượng nó bị bong sơn xíu này. Hình thức đẹp 98%, hàng Xenon chưa qua sửa chữa thay thế gì nhá. Bản quốc tế Mỹ, cây này pin zin 89% nha.
bản quốc tế Mỹ 256GB US 17.5, máy Xenon full chức năng không lỗi lầm gì cả. Đấy, còn cây duy nhất, cây cuối cùng, cây này khách cũng bán lại đây, dán camera. Cái này là camera khách dán nha, mọi người thích thì bóc đi, còn không thích thì mọi người thích thì giữ nguyên, còn không thích thì bóc đi nha. Còn em này em cứ để này cho nó đẹp nha mọi người. 12 Pro Max quốc tế 256GB zin đẹp 98% full chức năng. Còn đúng một cây màu xanh nha. Giá cây này là 12 triệu. Nhà em tặng kèm sạc cáp nhanh cường lực ốp lưng đầy đủ ạ. Rồi chuyển sang một cây 11 Pro Max quốc tế 64GB pin zin 91% hình thức phẩy ạ. Cây này lưng nó có bị lấm chấm nha. Đấy, lưng nó có bị lấm chấm, nó nhám nhám thôi. Đấy, chứ nó không có chảy xước gì nha. Viền cây này, viền có bị bong sơn chỗ này đây. Đấy, viền cũng có bị bong sơn. Cây này hình thức thì nó rơi vào khoảng 97%, gần 98%. Bản quốc tế Mỹ 64GB LLCNA, máy Xenon pin 91, chưa qua sửa chữa thay thế gì nha. Đấy, có mỗi là cái là nó bị bong sơn với cả xước nhẹ thôi. Giá cây này thanh lý cho mọi người là 7 triệu rưỡi nha. 7 triệu rưỡi 11 Pro Max quốc tế 64GB màu đen, zin full chức năng. Tiếp theo hàng 13 quốc tế nhá. 13 quốc tế 128GB. Đấy, hôm nay em có 4 cây. Thật ra là có 7 cây nhưng mà đăng trên Facebook với Zalo là bán mất 3 cây rồi. Bây giờ chỉ còn có 4 cây thôi. Một đỏ này, một xanh blue và hai cây màu xanh nước biển nhá. Quay từng cây một cho mọi người. Màu đỏ này pin zin 89% nhá. Hình thức máy đẹp mà cây này đẹp khoảng 98% nhá. Đây có bị bong sơn ở trên này này. Đấy, có bị bong sơn tị ti thôi. Đấy, bị bong sơn tị ti thôi. Hình thức đẹp 98%, bản quốc tế, bản Mỹ luôn nha. Đây, bản Mỹ, iPhone 13 quốc tế 128GB nhá. 13 thường là màn 6.1 inch. Bản quốc tế và bao quốc tế chọn đời, reset đặt lại dòng 2 thoải mái. Hàng này iCloud sạch 100% nhá. Nhà em tất cả các máy đều test SIM rồi. Đều test SIM rồi nha mọi người, đều test nghe gọi rồi nên là mọi người yên tâm. Đấy, không có vấn đề là lắp SIM vào không gọi được đâu. Tất cả các máy nhà em về test máy là cam trước cam sau Face ID cảm ứng và nghe gọi loa to rõ ràng rồi nhá. Đấy, mọi người cứ yên tâm. Chỉ có việc nhận máy về là sử dụng thôi. Chưa có iCloud thì lập mới, còn có rồi thì đăng nhập và sử dụng thôi. Còn anh chị nào không tin tưởng thì mọi người cứ reset đặt lại dòng 2 để kiểm tra xem máy có iCloud ẩn không, có fix quốc tế không. Cái fix quốc tế thì đã gần 3 năm rồi, không có cái chuyện fix quốc tế đâu. Mọi người cứ xóa tất cả nội dung vào cài đặt để mọi người kiểm tra xem có iCloud ẩn hay không nhé. 13 quốc tế 128GB. Đấy, màu đỏ đẹp 98,5%. Giá cây này là 10 triệu 2 nhá. 10 triệu 2 ạ. Rồi chuyển sang cây màu xanh bộ đội. Màu xanh bộ đội, pin zin 88%. Hình thức máy cũng đẹp 98% nhá. Đấy, có bong sơn thì cũng bong sơn tị ti thôi. Đây, bong sơn tị ti thôi. Máy Xenon, chưa qua sửa chữa gì cả, pin zin theo máy nhá. Đấy, US 17.3.1. Cây này màu xanh bộ đội nha, màn 6.1 inch. Giá cây này cũng là 10 triệu 2. Đấy, bảo hành 3 tháng và tặng kèm full phụ kiện cho mọi người. Rồi chuyển sang hai cây màu xanh nước biển. Hai cây màu xanh nước biển pin zin 90 và pin zin 92 nhé. Hình thức máy. Đây, hình thức máy này. Hình thức hai cây này thì đẹp hơn hai cây kia xíu. Đây, cũng chỉ bị bong sơn với cả cháy xước nhẹ thôi. Một cây US 17, một cây US 16 nha. Đấy, máy nhà em test face, test các thứ rồi. Chỉ việc ship đi cho khách thôi nhá. 13 quốc tế, 128GB, zin đẹp 98%, full chức năng, không lỗi lầm gì cả. Giá hai cây này cũng là 10 triệu 2, bảo hành 3 tháng và tặng kèm full phụ kiện cho mọi người nhá. 13 quốc tế 128GB Xenon full chức năng. Rồi chuyển sang 12 thường ạ. 12 thường quốc tế 128GB nhé. Hai cây màu tím ạ, pin zin 90 và 93. Bản CH 2 SIM vật lý nhé. Bản CH 2 SIM vật lý nha mọi người. Đấy, hình thức có bị chảy xước nhẹ nha. Đẹp khoảng là 97-98%. Máy Xenon chưa qua sửa chữa gì cả. Đấy, một cây US 17 và một cây US 15, bản CH China.
Tức là mình lắp được hai sim vật lý vào khay sim luôn nhá, không cần phải quét e sim đâu ạ. Hàng bản CH này là một lợi thế nếu cho các anh chị thích dùng hai sim không muốn đi làm e sim ấy. Đấy, máy vẫn là zin đét và chưa qua sửa chữa thay thế gì cả, máy full chức năng. Hai cây này giá đồng giá nhau là 7 triệu 7 một cây nhá. 7 triệu 7 một cây, 12 thường quốc tế 128GB. Rồi chuyển sang hai cây màu đen. Màu đen thì em có một cây pin zin 89 và một cây pin zin pin thay mới 100%. Hình thức máy cũng đẹp 97-98% nhé. Đấy. Men màn vỏ zin có đúng một cây thay pin thôi. Hình thức đẹp 98%. Hai cây này đều US 17 nhá. Đều là bản CH 2 sim vật lý. Đấy. 2 sim vật lý nha mọi người. Hai cây màu đen này đồng giá là 7 triệu 7 một cây. Bảo hành 3 tháng và tặng kèm đủ phụ kiện cho mọi người. Rồi tiếp theo hàng mới về hôm nay có dòng 11 nhé. 11 quốc tế 64GB ạ. Hàng siêu chất luôn. Toàn hàng pin cao sáng ít luôn. Đây em quay 3 cây màu đen trước. Pin 100 sạc 87 lần. Đết 2021. Pin 98 sạc 196 lần. Đết 2023. Pin 99 sạc 97 lần. Đết 2021 nhé. 11 quốc tế 64GB. Hàng này là hàng phẩy nhẹ, đẹp khoảng 98% nhé. Có bị xước hoặc là bị bong sơn nhẹ, được cái là hàng zin ôn, zin ốc, zin áp, chưa bung mở máy, chưa sửa chữa gì nha. 11 quốc tế ạ, 11 thường nhé. Camera 2 mắt 11 thường quốc tế. Đây, pin zin theo máy, cái này pin zin 100%. Bản CN trên A nhé, 11 quốc tế 64GB. Lô này là lô hàng châu Âu nhá, không có bản Mỹ nhá. Bản CN này, ZD này, ZP đủ các kiểu luôn nhá, nhưng nó đều là bản quốc tế. Và mình dùng được hai sim, một sim vật lý và một eSIM, màn cũng là 6.1 inch nhá. 11 quốc tế, 64GB, zin đẹp 97-98%. Nguyên zin chưa qua sửa chữa, chưa bung mở gì nhá, chưa bung mở gì nhá. Hàng này là hàng zin ốc, zin áp. Đấy, đồng giá là 5 triệu 8 một cây. 5 triệu 8 một cây ạ. Đây 11 thường nhé, 11 thường nha mọi người. 5 triệu 8 một cây. Hàng pin cao, hình thức phẩy. Đấy, máy zin chưa qua sửa chữa thay thế gì cả và full chức năng. 5 triệu 8 tặng kèm sạc cáp nhanh, cường lực ốp lưng đầy đủ. Rồi chuyển sang một cây màu tím và một cây màu đỏ. Pin 100 sạc 0 lần. Hai cây này đều là đết 2021 nha. Đấy, đều là date 2021, năm sản xuất 2021. Hai cây này là chưa có sử dụng luôn nhá. Đấy, hình thức phẩy. Pin zin theo máy nhá. Đây, để em giải thích cho mọi người về cái vấn đề là hai cây này đều bản Mỹ nha. Về vấn đề là hiện linh kiện Apple chính hãng, tức là cái hàng này đã được Apple thay thế linh kiện, chứ không phải là nhà em thay thế nhá. Này vẫn là hàng của Apple, hàng zin của Apple thay thế linh kiện, chứ không phải là nhà em thay thế đâu nhá. Đấy, nên là mọi người cứ yên tâm mà sử dụng. Các anh chị mà sử dụng iPhone nhiều ấy thì người ta rất là thích những cái dòng mà hiện linh kiện Apple chính hãng này. Đấy là hàng đảm bảo 100% Apple đã thay linh kiện chính hãng cho mọi người. Mọi người chỉ tin tưởng vào Apple nên là mọi người thích mua những cái hàng này cực luôn. Đấy, hàng zin 100%, chưa qua sửa chữa gì cả nhá. Hàng của Apple thay thế thì mọi người cứ tự tin mà dùng thôi. Đấy, đồng giá là 5 triệu 8 một cây. Đây em có cả hai cây màu trắng luôn. Màu trắng mẹ mắng cũng mua. Cây này pin 100 sạc 0 lần, đết 2020. Pin 100 sạc 0 lần, đết 2021 nha. Hình thức nó đều khoảng là 98%. Đẹp khoảng 98% nhé. Có bị chầy xước nhẹ. Được cái là máy zin ôn và pin cao. Dùng bao sướng bao phê luôn. Bảo hành 3 tháng và tặng kèm đầy đủ phụ kiện sạc cáp nhanh, cường lực ốp lưng nha mọi người. Mọi người cần tư vấn hoặc mua hàng thì liên hệ qua Zalo hoặc số điện thoại của em nhá. Rồi video đến đây là hết rồi. Xin chào tất cả mọi người.